Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013 bản E số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên hàng ngày hàng giờ các bác nhé. Một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá thương hiệu Nhật Bản. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhé, không taxi, không dịch vụ, đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Sơn xi của nó màu bạc, rất là sáng bóng sạch sẽ các bác nhé. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Trang bị la răng đúc buồng bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Con này thì bên em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ này chắc lịch, không hề có dấu hiệu bụi bọt. Máy chất gầm chắc côn số gọn. Máy số zin các bác nhé. Còn đây là phần cốp sau xe này. Anh em đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ 3 lên thì làm khoang đựng đồ của nó này, rất là rộng rãi luôn. Đấy. Tất cả những cái đinh tán răng giật nguyên zin. Ốc ác chưa hề động đến ca lê mở lết. Chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhé. Phần lắp cốp này, hãy coi xem tổng quan của lắp cốp. Zin nguyên bản, ốc ác chưa hề động đến ca lê vào lên. Keo chỉ zin. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa đằng trước là 3 dàn điều hòa các bác nhé. Điều hòa thì mát lạnh. Toyota Innova sản xuất 2013 các bác nhá, bản E số sàn máy 2.0. 100 cây chiếc đàn tầm 9 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về làm kinh doanh vận tải rất là ok. Phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhá. Cua lốp này không hề có hiện tượng mù mọt. Nốt dép khe mũi rất là dày, tay lắm mở cửa đã được ốp inox macro. Còn đây là phần hàng ghế thứ hai, hàng ghế giữa các bác nhá. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc cả đổ xăng mà sử dụng thôi nhá. Tất cả này ốc ác bản nè zin. Phần cột kèo các bác xem, cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Phần táp ly cánh cửa đang sau bên phụ các bác này. Đấy, lớp nỉ đây, nguyên bản cho xe. Tất cả những khung cánh cửa này. Phần keo chỉ. Keo chỉ zin các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin. Đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhá. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu, trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái này với một người ngồi bên phụ. Tablo của nó này rất là đẹp luôn. Một mẫu xe gia đình. Tư nhân chính chủ biển Sài Gòn.
Đó là Hà Nội Sài Gòn đúng chân mẫu xe này, mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Ốc ác bản nè chưa hề động đến ta lê mà lết. Cột kèo, phần là cột kèo đinh tán các bác này. Đấy các bác xem cột kèo đinh tán zin. Cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Phần là hấp bản lề. Phần là khung cánh cửa. Keo chỉ zin. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 12 năm 2021. Đây là phần lóc xe này. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhá. Lốp dép ke múi rất là dày. Trang bị la lăng đúc bốn bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Sài Gòn. Trước này em đã rút hồ sơ rồi. Thì bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì sang tên thì rất là nhanh gọn các bác nhá. Chiếc Toyota Innova sản xuất 2013. Bản E số sàn máy 2.0 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhé. Sơn chi của nó led căng. Đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác này. Phần cua lốp này không hề có hiện tượng mục mọt. Nộp dẹp rất là đẹp, khe múi rất là dày. Phần táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Tất cả những keo chỉ đây, keo chỉ zin. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mù mọt. Phần đinh tán răng giật. Đấy, đinh tán răng giật nguyên bản. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhé. Một mẫu xe gia đình 375 triệu đồng. Còn đây là phần táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Xe đẹp nét căng các bác nhé. Keo chỉ cánh đằng trước bên lái các bác nhé. Keo chỉ zin. Tất cả khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt. Ốc bản lề chưa hề động đến ca lê mà lên. Tem mác theo nhà máy sản xuất 2013. Phần là cột kèo đinh tán này. Qua xem cột kèo đinh tán zin. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Vâng, máy đã lổ các bác này. Máy lổ rất là êm, phần xi nhan báo rẽ này. Hoạt động rất là trơn tru. Gạt mưa. Âm thanh vũ trường cực hay các bác nhé. Điều hòa rất là mát luôn.
phần nào quả số này, khoanh tay này, đây là bệ tì tay này, phần nào chắn nắng này, hộp đựng kính này, phần đèn trần chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Phần là kính lên xuống hoạt động rất là trơn tru. Đấy, trần nỉ rất là đẹp, bên trong này, bên ngoài thì đã bọc một lớp ni lông. Phần điều hòa phía sau này, đó, điều hòa rất là mát luôn các bác nhá, điều hòa độc lập các bác này. Đấy, tắt mở này, phần gương chỉnh điện này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá, một mẫu xe gia đình Innova. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Tất cả những cái ốp cột này khít khịt các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2013, bản E số sàn máy 2.0 các bác nhé. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, máy gì các bác nhé, máy số gì, tất cả ốc ác cũng còn là sơn gấm 7 màu. Đây là phụ chi ABS chống sơn, chống sơn, chống bóng đúng không nhé, tất cả những đinh tán trong trận này. Đấy, đinh tán ở trận như bản. Tiếng máy nổ rất là êm. Máy thì khô ráo sạch sẽ, không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhé, không hề gì dầu, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình. Đây là phần cụm chia ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhé. Tất cả những cái đinh tán đang giật như zin. Còn đây là phần lắp capo này. Đấy, tem mác theo nhà máy sản xuất, nhãn hiệu của Toyota, cabo zin có nhé, keo chỉ zin. Đấy, tất cả này, lỗ của nó không hề có dấu hiệu móm méo. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013, bản E số sàn máy 2.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.